nay tôi trình bày với các bạn về hình ảnh các cái đường trung thất trên phim X quang ngực. Tôi có ghi cái tài liệu tham khảo và một cái đường link ở cái slide đầu cho một cái bài review ở một cái tạp chí Radiographic. Các bạn có thể đọc, người ta mô tả rất là chi tiết, rất học thuật. Mà tôi sẽ trình bày nó mang tính chất ngắn gọn, dễ hiểu thôi. Các cái đường trung thất thì bản chất đó là những cái dải hoặc những cái đường mà chúng ta quan sát được nằm trên trung thất. Các bạn biết rồi, trên hình ảnh X quang thì những cái tổn thương trong nhu mô phổi chúng ta quan sát thường nó dễ hơn là trong trung thất, vì trong nhu mô phổi nó có khí rất nhiều, nên khi xuất hiện một cấu trúc dạng dịch hoặc tổ chức hoặc vôi hóa sơ nó hiện hình rất là rõ, vì nó có cái tương phản tự nhiên với cái khí xung quanh. Nhưng mà trong trung thất thì có rất nhiều cái cấu trúc chồng lên nhau, bản chất nó là gì, là tổ chức, là mỡ, nó là dịch, và những cái cấu trúc thì nó chồng lên nhau, chúng ta rất khó phân biệt được các cái cấu trúc khác nhau, các cái tạng khác nhau ở trong trung thất. Tuy nhiên thì giữa các cái cấu trúc khác nhau này nó có một cái mặt phân cách giữa cái cấu trúc có tỷ cái đậm độ khác nhau, tức là tỷ trọng khác nhau ấy, thì nó tiếp xúc với nhau tạo thành những cái mặt phân cách. Và nếu như cái mặt phân cách này nó lại đi song song đúng với trục kia, tức là nếu trên phim thẳng nó đi đúng hướng về phía bạc chúng ta mà đi cái trục tiết đi song song với cái mặt phẳng phân cách ấy, thì nó sẽ tạo thành cái đường mờ đấy, hoặc cái dải mờ được gọi là đường trung thất. Nếu như mà cái những cái đường mờ này nó mỏng dưới 1 mm, còn được gọi là dải trung thất nếu như cái dải mờ nó dày hơn 1 mm. Thì một số vị trí những cái đường mờ này thì nó thường là những cái vị mặt phẳng phân cách thường là đường mờ, nhưng một số vị trí mặt phẳng lúc nó dày lúc nó mỏng, lúc thì mỏng giống như một cái đường trung thất, lúc nó lại dày hơn 1 mm thì có thể gọi là dải trung thất. Tuy nhiên các bạn có thể dùng là đường hoặc dải, tôi nghĩ rằng cũng không có gì đặc biệt khi chuyện từ là nhầm lẫn hai cái này, và hầu hết các bạn hay dùng cái từ đường trung thất cũng không sao cả. Và cái đường này thì những cái đường trung thất, những cái dải như trung thất này nó có ý nghĩa khá quan trọng. Nếu như anh chị nhìn thấy nó không nằm ở cái vị trí bình thường, tức là có sự di lệch sang vị trí khác, thì có nghĩa lúc đấy chúng ta sẽ nghĩ đến là có một cái khối gì đó nó đè đẩy di lệch cái đường đi, hoặc có một cái sự co kéo ở một bên nhu mô bên phổi nào đó làm cho cái mặt phẳng phân cách bị di lệch về cái phía bên phổi đó. Hoặc chúng ta thấy nó bị xóa đi, tức là gì, có một cái cấu trúc gì đó nó thay thế mặt phẳng phân cách thường xuyên ở vị trí trung thất đấy, hoặc các cái dải trung thất và cái đường trung thất nó dày lên, thì chúng ta cũng nghĩ rằng có một cái cấu trúc gì nó choán chỗ ngay tại vị trí cái mặt phẳng phân cách đấy. Từ đó chúng ta nghi ngờ có bệnh lý ở trong trung thất, và chúng ta sẽ chụp phối phối hợp thêm phim X quang, hoặc là chúng ta có thể chụp cắt lớp vi tính để chẩn đoán. Hiện tại thì cái vai trò của cắt lớp vi tính rất là quan trọng trong việc chẩn đoán cái bệnh lý của phổi của trung thất. Tuy nhiên cái phim X quang nó vẫn còn rất quan trọng, bởi vì chúng ta không thể tất cả các bệnh nhân vào viện khi có một biểu hiện lâm sàng hoặc chỉ đi khám sức khỏe mà chúng ta lại đi chụp cắt lớp vi tính ngược ngay được. Như thế thì có mấy vấn đề. Một là tính chất, hai là nó phức tạp. Chụp cắt lớp thì thường là phải tiếp xúc cảnh quang. Cái thứ ba là bệnh nhân phải ăn tia xạ nhiều hơn là phim chụp X quang. Đồng thời cái máy chụp cắt lớp vi tính thì nó cũng không phổ biến được tất cả các cơ sở y tế. Thành ra là cái phim X quang nó vẫn là cái thăm dò đầu tay để đánh giá các bệnh lý của trong lồng ngực. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có cái độ nhạy nhất định trong việc phát hiện các cái tổn thương của phổi. Bây giờ chúng ta đi vào cụ thể các cái đường trung thất và các dải trung thất. Cái đường trung thất đầu tiên được nhắc tới là đường trung thất trước. Nó là cái đường hình thành nên do sự tiếp xúc của màng phổi ở vị trí trước trong với cái phần mềm ở trung thất trước, tạo thành một cái mặt phẳng phân cách. Và mặt phẳng này cũng đi song song với trùng tia, tức là theo nước mặt. Khi mà chụp thẳng ấy, thì tạo thành một cái đường mờ và chúng ta có thể quan sát được trong khoảng
24 đến 47% các trường hợp tùy từng nghiên cứu, tức là dưới một nửa số trường hợp phim chụp X quang có thể nhìn được. Và cái đường này thì nó có thường hình chữ V. Đấy. Và nằm ở vị trí trùng vị trí xương ức ở đoạn 1/3 trên. Đây là cái hình mô phỏng cái đường xương thất trước. Và cái đường này hình thành nên chính là đây, các anh chị nhìn lên là cái phổi. Cái màng phổi ở vị trí trước trong ở hai bên nó tiếp xúc với này cái lớp tổ chức trung thất trước. Đây là hình ảnh mà bệnh nhân bị khí phế thủng. Chính vì vậy mà cái nhu mô phổi nó đi ra phía trước nhiều hơn và cái lớp tổ chức của trung thất trước rất là mỏng như thế này. Hoặc những bệnh nhân bị hít vào sâu, những người lồng ngực cao thì dễ nhìn của những người mà béo hoặc bệnh nhân không hít được sâu, cái tổ chức phần mềm thành ngực ở phía trước nó rộng thì chúng ta sẽ không nhìn được cái đường trung thất trước. Đấy. Đây là hình X quang tương ứng của cái bệnh nhân này, chúng ta nhìn thấy một cái đường mờ đây. Đây là cái khớp ức đòn, cái xương ức đùng trùng đúng vị trí này. Đấy. Tuy nhiên chúng ta không nhìn rõ xương ức, chúng ta chỉ áng để chỉ là thì đây là đoạn 3 trên. Chúng ta nhìn thấy một hai cái đường mờ cong cong này, tạo thành chữ V phía trên. Một cái đường trung thất thứ hai, đường trung thất sau. Đó là vị trí tiếp xúc của màng phổi với phần mềm của trung thất sau thực quản và phần mềm ở bờ bên bờ trước bên của các cái đốt sống ngực từ đốt sống D3 đến D5. Đây là hình ảnh mô phỏng cái đường trung thất sau. Nó nằm ở vị trí cao phía trên của xương ngực, đây là khớp ức đòn thì nằm ở phía trên. Có thể có một đoạn nó kéo xuống ở phía xuống tới xương ức, nhưng mà phần lớn nó nằm ở phía trên của xương ức. Và đây là hình ảnh chụp X quang, chúng ta nhìn thấy cái đường trung thất sau. Vì sao đây là khớp ức đòn, nó nằm trên cả cái khớp ức đòn, như vậy là đường trung thất sau. Và đây hình chụp cắt lớp vi tính. Chỉ 1/3 các trường hợp quan sát được, vì sao khi mà cái nhu mô phổi nó áp sát vào cái tổ chức liên kết ở phía sau của khí quản và thực quản rất là mỏng như này thì chúng ta quan quan sát được. Và những trường hợp nào mà trung thất áp sát vào cột sống, tổ chức phần mềm nó dày rộng, chúng ta không quan sát được cái đường trung thất sau. Đây là một hình chụp X quang, chúng ta phân biệt được luôn đường trung thất trước, đường trung thất sau trên một hình ảnh. Chúng ta nhìn thấy có hai cái đường mờ, đây là cái đường mờ từ phía trên của xương ức đi xuống, nó dày hơn một chút đấy. Đây là đường trung thất sau. Còn một cái đường mờ nó mỏng hơn, nó chạy chách từ ngang bức trạc ba cái phế quản xuống dưới và hơi sang bên trái một chút như này. Đây là đường trung thất trước, đường trung thất sau, đường thất trước. Đây tôi zoom hình to lên, đây là đường trung thất sau ở phía trên hơn, dày hơn. Đường trung thất trước mảnh mai hơn và ở phía dưới hơn, nằm ở phần trước 1/3 trên xương ức và chạy hơi chách sang trái như này. Và tương ứng trên hình ảnh chắc chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân này, chúng ta quan sát thấy đây là cái hình ảnh tạo thành cái đường trung thất sau. Và cái chúng ta thấy cái phần tổ chức ở phía sau của thực quản này nó dày hơn so với cái phần tổ chức ở phía trung thất trước, thành ra là cái đường trung thất sau nó cũng dày hơn một chút. Đấy. Còn đây là cái giải tổ chức trung thất trước rất mỏng, thì cái đường trung thất trước nó cũng mỏng như thế này. Mà chúng ta đẩy nên là cái chùm tia nó đi theo hướng thẳng như thế này, thì những cái mặt phẳng phân cách này nó cũng gần như song song với này, cái hướng đi của chùm tia, chính vì vậy nó mới hiện hình trên X quang. Còn nếu như cái lớp tổ chức mỏng như này mà nó nằm ngang vuông góc với tia X thì chúng ta sẽ không quan sát được trên phim chụp X quang phổi thẳng nữa. Đây là một hình ảnh thể hiện một cái bất thường về đường trung thất trước. Cái đường trung thất trước, đây là cái khớp ức đòn này, đường trung trước bình thường nằm ở vị trí này. Bây giờ chúng ta không quan sát thế, chúng ta thấy có một cái đường chạy hẳn sang bên này. Đấy. Như vậy là đường trung thất trước được bị kéo hẳn sang bên phải. Vì cụ thể trong trường hợp chúng ta thấy cái trường phổi bên này nó hẹp hơn bình thường,
cơ hoành được kéo cao lên. Đấy, chúng ta để ý những cái clip phẫu thuật ở vị trí rốn phổi đây, thì là bệnh nhân này được phẫu thuật cắt mất một thùy phổi, nhưng vì vậy mà nhu mô phổi nó co kéo, phổi phổi bên phải nó co kéo theo lệch thì đường chúng ta trước sang bên phải, và trên thì chụp các lớp vi tính tương ứng chúng ta quan sát thấy được cái tròng phổi bên phải giảm thể tích, tròng phổi trái thể tích rộng hơn và bị co kéo lệch sang bên phải. Cấu trúc cái đường chúng ta trước đấy bị kéo lệch hẳn sang bên phải như này. Một cái đường trung thất nữa là giải cạnh khí cạnh phải khí quản. Đây là một cái giải mở chạy dọc bờ phải của khí quản. Nó được hình thành bởi cái lá thành và lá tạ của màng phổi áp sát vào cái bờ phải của khí quản. Có thể có một cái lớp mỡ mỏng nằm giữa cái lá thành màng phổi với cái thành khí quản, tạo thành một cái đường, một cái giải mờ nó dày khoảng độ 4 mm và dày khá là đều đặn. Và có điều đặc biệt là phần lớn các trường hợp bình thường chúng ta quan sát được cái đường này, từ 97% trường hợp, tức là gần như là phim nào chúng ta cũng quan sát được cái giải cạnh phải khí quản. Và cái giải này có rất nhiều ý nghĩa trong cái chẩn đoán bệnh hàng ngày, bởi vì những cái hạch bất thường ở trong trung thất rất hay gặp ở vị trí là dọc theo bờ phải của khí quản mà dẫn đến cái sự biến đổi của cái giải này. Đây là hình mô phỏng cái giải cạnh phải khí quản. Đây là khí quản đấy ạ. Đây là cái giải cạnh phải khí quản trên phim X quang. Thẳng chúng ta thấy đây là khí quản này, được phế quản gốc hai bên. Thì dọc theo cái bờ phải khí quản có một cái giải mờ ranh giới rõ, và giải này bao giờ cũng có độ dày là dưới 4 mm. Trên phim chụp các lớp vi tính, cái giải cạnh phải khí quản chính là cái giải đây, cái thành phải của cái khí quản. Và tất nhiên là chỗ này có hai cái lớp màng phổi, lá thành, lá tạng, màng phổi áp sát vào đây. Và khi chụp cái tia nó đi song song với cái thành phải khí quản tạo ra cái giải cạnh phải khí quản. Đây là cái hình cảnh mà cũng trong cái tài liệu tham khảo tôi lấy ra. Cái này thì quá dễ, chỉ các bạn không cần biết là giải cạnh phải khí quản là gì, chúng ta vẫn đọc được một cái khối bên phải khí quản rất là to. Tôi thấy cái khí quản nó chèn ép lõm vào đây. Tuy nhiên ở trong cái phần đề chúng ta nhắc đến chính là cái giải cạnh phải khí quản nó quá dày như thế này. Và trên hình chụp các lớp vi tính chúng ta thấy có một cái khối nằm sát bờ phải của cái khí quản, làm cho cái thành của khí quản ấy, nó cách xa như mô phổi hẳn ra. Thành cái khoảng cách nó sẽ dày lên chính là cái khoảng cách này, tương ứng cái khoảng cách này. Đây là một cái hình ảnh của minh họa ở tại chụp ảnh tại Bệnh viện Đại học Hà Nội. Hình ảnh và ca này trước giờ tôi đã giảng ca lâm sàng với anh chị rồi. Đây là một cái khối, đây là một cái khối ở phổi bên phải, và cụ thể là thủy giữa phổi phải. Khi đó thì chúng ta bao giờ cũng thấy rằng nếu có cái khối đây ta phải xem có cái tổn thương thứ phát ở đâu đó không, thì rốn phổi trung thất là một trong những vị trí chúng ta tìm xem có cái hai cái không. Thì chúng ta để ý bên cạnh phải khí quản, cái giải cạnh phải khí quản có một cái vị trí nó dày khu trú nữa này lên. Và tôi zoom to hình lên thì đây, đây là khí quản này, đây là cái giải cạnh phải khí quản. Và chúng ta đo cái đoạn này chỉ khoảng độ 3 mm, đoạn này khoảng hơn 4 mm một xíu. Đoạn này thì lên đến 7 mm. Như vậy có cái dày khu trú, tầm như chúng ta thấy còn lồi vào trong lòng khí quản cái vị trí này. Như vậy có cái dày khu trú của giải cạnh phải khí quản trong bệnh trên bệnh cảnh mà có cái khối phổi phải, bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến là có hạch trung thất ở vị trí đó. Và trên phim chụp các lớp vi tính đúng cái vị trí đó, chúng ta thấy nó có cái hai hạch nằm ở ngay cạnh phải khí quản, làm cho cái giải cạnh phải khí quản nó dày lên. Và đây là hình ảnh dựng Codan lên để tương ứng cái giải cạnh phải khí quản. Chúng ta nhìn đây là cái giải đây,
chính là cái thành cái quả. Như ta thấy cái hạch ở cái vị trí này, nó tạo thành vị trí dày khu trú của cái dải cạnh phải khí quản. Dải cạnh trái khí quản cũng tương tự như dải cạnh phải khí quản, tức là cái vị trí mà lá thành lá tạng màng phổi và mỡ áp sát với cái thành trái của khí quản. Tuy nhiên thì những cái hình cái dải cạnh trái khí quản này khó nhìn vì hầu hết có cái mạch máu động mạch dưới đòn nó trồng vào cái vị trí này, thành ra chúng ta ít quan sát được hơn, chúng ta chỉ quan sát được khoảng một phần, chưa đến một phần ba các trường hợp ở người bình thường. Đây là một hình ảnh mô phỏng cái dải cạnh trái khí quản. Trên phim X quang cụ thể trường hợp chúng ta nhìn được cái dải cạnh trái khí quản này, rất là mảnh mai, tất nhiên là cũng dưới 4 mm rồi. Chúng ta nhìn đấy dải cạnh phải khí quản này. Cái chỗ này là cái dải cạnh phải khí quản, các bạn xuống chỗ cái quản gốc nó hơi dày đi này, đây là vị trí của tĩnh mạch azygote, ngoài tĩnh mạch azygote. Và đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái dải cạnh trái khí quản rất là dày, để đẩy cái khí quản lệch sang bên phải. Và đây là cụ thể cái trường hợp có một cái u tuyến giáp, ung thư tuyến giáp, và nó di căn hạch cái trung thất dọc theo bờ trái của khí quản, cái khối xâm lấn quanh là mạch máu tạo ra cái hình ảnh dày cái dải cạnh trái khí quản, dải trụ phổi và cửa sổ trụ phổi. Đây là hai cái dải mà nó khó tưởng tượng nhất, nhưng mà tôi sẽ minh họa, hôm nay tôi sẽ minh họa rất là rõ để anh chị hiểu được hai cái này. Đôi khi các bạn nhầm lẫn nhau, tôi cũng trước hay nhầm lẫn nhau, nhưng bây giờ chắc tôi không nhầm lẫn nữa, vì tôi ngồi tôi phải soạn bài để tôi trình bày với các bạn, tôi giải cho các bạn, thì tôi phải phân biệt bằng được hai cái giải này. Cái giải thứ nhất là cái giải trụ phổi. Giải trụ phổi tạo bởi cái màng phổi trung thất tiếp xúc với mỡ ở vị trí trước bên động mạch phổi và động mạch chủ. Đây là hình ảnh mô phỏng. Đây là cái quai động mạch chủ, đây nút quai động mạch chủ. Chỗ này động mạch phổi đây. Cái tâm thất trái, cái giải nó chạy chết từ trên xuống dưới, từ quai động mạch chủ xuống tận tiếp xúc liên tiếp với lại chỗ tiểu nhĩ trái và thất trái đấy, mà nó đi qua cả cái vị trí nhánh động mạch phổi, thì nó sẽ khác bên lại cửa sổ trụ phổi vì nó đi qua được mạch phổi. Đây là hình ảnh X quang của dải trụ phổi, đây là quai động mạch chủ đây, cái động mạch phổi đây. Đấy, chỗ này là tiểu nhĩ trái và đây là thất trái, thì chúng ta nhìn thấy cái dải nó chạy chách từ trên xuống dưới, từ chỗ quai động mạch chủ đi qua động mạch phổi xuống tới tận chỗ vị trí của tiểu nhĩ trái và gần như liên tiếp với đường của thất trái, đường bờ thất trái. Đấy. Liên tục chạy dài như thế này. Và cái đường này thường là phẳng, có thể nó hơi lồi nhẹ vị trí rốn phổi, như chỗ này hơi lồi nhẹ, nhưng nói chung là phẳng. Nếu mà lồi rõ rệt tức là có một cái gì đó đã đè đẩy cái đường cái dải trụ phổi đi. Và đây là hình ảnh chụp cắt lớp vi tính. Vì sao lại có cái dải trụ phổi là tiếc, khi mà chụp xuống thì chụp thẳng góc như thế này, theo hướng chụp thẳng ấy, thì cái nước mỡ của trung thất trước ấy, nước mỡ trung thất trước nó chạy hơi chách so với kia, nhưng mà cũng nó chách rất ít thôi, thành ra nó hiện hình được cái đường này lên, đặc biệt là cái vị trí này này, cái động mạch phổi này thì gần như nó song song tiếp tuyến với cái vị trí này, thành ra là nó hiện thành những cái dải như này, bên dưới nó thành đường sắc nét như vậy. Và cụ thể cái trường hợp này chúng ta thấy một cái khối rất là to và chúng ta hay đọc được vị trí gọi là rốn phổi. Vậy thì cái này là dải trụ phổi thì đáy lồi hay là cửa sổ trụ phổi? Chúng ta thấy đây là một cái khối nó đẩy lồi ra tận đến thất trái này, và đến tận quai động mạch chủ nó rất là rộng như thế này, và nó không xóa cái động mạch phổi đi,
như vậy là gì, nó không tiếp xúc được bờ trên của cái động mạch phổi. Như vậy cái này nó nằm ở phía trước chúng ta trước, tức là cái vị trí này này, chứ không phải ở vị trí trong này. Đấy. Và nó ở cái vị trí như trước như thế thì nó chính là thuộc về giải chủ phổi. Đây chính là giải chủ phổi đầy lồi đây là như này. Và tương ứng chụp lên đây là một cái khối u của chúng ta trước. Đây chính là cái dấu hiệu che phủ dung phổi đấy. Khi nhắc đến dấu hiệu che phủ dung phổi mà lồi lên như này thì có nghĩa là gì? Cái đường lồi này chính là cái giải chủ phổi, chứ không phải cửa sổ chủ phổi. Một cái đường tiếp theo là cửa sổ chủ phổi. Đây là hình đúng trong cái bài tôi tham khảo đấy. Đây là cái giải chủ phổi chạy. Nhưng cửa sổ chủ phổi nó trùng đúng vị trí này rất là mờ. Và cái hình thành nên cái đường này chính là gì? Chính là cái màng phổi và nhu mô phổi tiếp xúc với lớp mỡ ở phía dưới quay động mạch chủ và phía trên của động mạch phổi. Thì nhánh động mạch phổi bên trái cái lớp mỡ này, khi chủ tia nó chạy tiếp xúc với đúng cái lớp mặt phân cách giữa ở vị trí lớp mỡ của cái cửa sổ chủ phổi ở vị trí phía này, thì tạo thành cái đường này khá mờ. Anh yên tâm lát tôi sẽ có cái hình ảnh minh họa của tôi lấy từ trên máy tính từ bệnh viện Đại học Hà Nội chụp sẽ rõ hơn. Nếu như chúng ta không zoom hình lên thì chúng ta chỉ nhìn hình như này thì thực sự là chúng ta cũng khó quan sát đâu là cửa sổ chủ phổi, đâu là giải chủ phổi ở vị trí này. Khi tôi zoom to lên thì chỉ nhìn đây nó có hai cái đường ở vị trí này. Thì đường thứ nhất nó sắc nét hơn, liên tục từ vị trí tiểu nhĩ trái và thất trái đi lên như này. Một cái đường mờ hơn, nằm ở ngoài hơn, nằm từ đi từ quay động mạch chủ chạy xuống dưới tới đúng chỗ động mạch phổi này, phổi trái thì dừng lại. Vì cái chỗ này nó là cửa sổ chủ phổi thì đến động mạch phổi sẽ dừng lại. Tôi zoom to hình hơn một lần nữa một chút lên thì chúng ta nhìn đây cái giải chủ phổi rõ hơn, sắc nét hơn. Đấy. Đi qua từ dưới động mạch phổi đi qua động mạch phổi lên. Một cái đường thứ hai nó mờ nhạt hơn là từ quay động mạch chủ đây. Đi xuống đến động mạch bên trái động mạch phổi thì dừng lại. Đấy. Cái đường màu xanh là giải chủ phổi, còn đường màu đỏ chính là cửa sổ chủ phổi. Đây là hình chụp các lớp vi tính của chính bệnh nhân này. Đây cái đoạn mà tạo thành giải chủ phổi là phía trước này, là lớp mỡ ở trung thất trước. Đấy. Còn cái giải cửa sổ chủ phổi chính là cái lớp mỡ và màng phổi tiếp xúc vào ở vị trí dưới quay động mạch chủ và trên động mạch phổi. Mũi tên cam tương ứng với đường màu da cam, mũi tên xanh tương ứng với đường màu xanh. Đây là trên cái hình ảnh dựng Conan lên cái cửa sổ chủ phổi, nhìn lên đây là động mạch phổi bên trái. Nên là quay lại về chủ được cái lớp mỡ ở vị trí cửa sổ chủ phổi nó chỉ ngắn đấy thôi. Và cũng trên cái dựng Conan nhưng mà chúng ta dựng dịch ra phía trước hơn. Thì đây chúng ta nhìn thấy cái lớp mỡ ở trung tâm trước chạy trách từ quay lại về chủ đi xuống qua động mạch phổi, xuống ngang mức vị trí tiểu nhĩ trái và xuống liên tục lên bờ thất trái. Thì cái chụp khi chụp tia chụp X quang với cái tia thẳng thì cái đường này nó hình thành nên chính là giải chủ phổi chạy dài. Anh chị nhìn đây, đây là một cái khối mà nó nằm ở vị trí của rốn phổi. Chúng ta hay đọc là khối của rốn phổi, nhưng mà chúng ta phân tích giải chủ phổi thì như nào và cửa sổ chủ phổi bất thường như nào trong cái cụ thể trường hợp này. Chúng ta zoom to hình lên, chúng ta thấy có một cái khối ở đây. Vậy giải chủ phổi đâu, cửa sổ chủ phổi đâu? Thứ nhất là giải chủ phổi chúng ta tìm, chúng ta thấy một cái đường liên tục đấy, nó liên tục với thất trái, tiểu nhĩ trái mà đi đến. Chúng ta bước tiếp tục nhìn thấy cái đường đi vào. Như vậy thì rõ ràng là cái đường này nó đi hẳn vào trong qua cái vị trí cái khối này, đấy. Chứ không phải là đúng cái vị trí khối. Còn cửa sổ chủ phổi chính là trên động mạch phổi, đây động mạch phổi chỗ này ngang mức chỗ này và dưới quay động mạch chủ chính là chỗ này. Như vậy cái chỗ này lồi ra chính là gì? Chính là cái lồi ra của cửa sổ chủ phổi. Anh chị nhìn ở đây, đây là lồi ra cửa sổ chủ phổi. Còn cái giải chủ phổi tiếp tục liên tục đi qua vào khối đây. Như đây thì không nhìn thấy nữa. Tuy nhiên
Chúng ta thấy rằng cái giải chủ phối này cũng bất thường, vì sao? Đi vào trong đây rồi nhưng mà so với này, cái quay động mạch chủ này, thì so với quay động mạch chủ thì cái này vẫn thì nó cũng lồi ra. Như vậy thì có một cái khối đẩy lồi cửa sổ chủ phổi nhưng mà cũng đẩy lồi nhẹ cái giải chủ phổi. Như vậy từ đấy tôi suy ra gì? Có một cái khối nằm ở vị trí cửa sổ chủ phổi và nó có một phần nằm ở phần trung thân trước. Hình ảnh chụp các lớp vi tính trường hợp về một cái ung thư phế quản phổi xâm lấn vào trung thất. Thì chúng ta nhìn đây, đây là động mạch chủ lên, động mạch chủ ngực. Thì chỗ này chính là cửa sổ chủ phổi, cái động mạch phổi đây. Thì vậy cái khối nằm ở đúng cái vị trí cửa sổ chủ phổi. Nhưng đồng thời chúng ta thấy rằng đây là trung thất trước. Cái khối này có một phần nó đi vào cái trung thất trước nữa. Thành ra cái chỗ này là giải chủ phổi nó bị đầy lồi ra. Và cái phần chính của khối nằm ở cửa sổ chủ phổi đẩy lồi, cũng đẩy lồi ra như thế này. Đấy. Như vậy, cái khối này thì sao? Nó có dấu hiệu gì? Có dấu hiệu hội tụ rốn phổi, các động mạch phổi đây. Phần nhánh đi vào đây. Và chỉ đi vào một chút xíu rồi nó mất, xóa mất cái phần nhánh của động mạch phổi. Tức là dấu hiệu hội tụ rốn phổi. Như vậy, ở tại cái vị trí rốn phổi bên trái này, nếu các anh chị nhìn thấy dấu hiệu che phủ rốn phổi, tức là khối nằm ở trung thất trước, thì hình lồi đó chính là hình đẩy lồi của giải chủ phổi. Còn nếu như có dấu hiệu hội tụ rốn phổi thì tức là gì? Là khối đẩy lồi cửa sổ chủ phổi. Chúng ta liên hệ các cái dấu hiệu với nhau như vậy. Ở đường cạnh phải cột sống, đây là một cái lớp tổ chức và màng phổi ở bên phải cột sống, tiếp xúc với cái bên phải cột sống tạo thành một cái đường đường mờ chạy song song cột sống ở khoảng cột sống 8 đến cột sống 12, và chúng ta quan sát được ít ít trường hợp, khoảng 1/4 trường hợp người bình thường chúng ta có thể quan sát được cái đường mờ, cái đường cạnh phải cột sống. Đây chúng ta quan sát được hình ảnh mô phỏng đường cạnh phải cột sống. Vậy thì cái đường này cách bờ cột sống là bao nhiêu mm là vừa? Đấy. Thì cái đường mờ này cách cột sống là dưới 5 mm. Nếu chúng ta thấy mà nó vượt quá xa rồi thì chúng ta nghĩ có vấn đề. Đây các anh chị nhìn đây, đây là cột sống, đây là cái giải cạnh phải cột sống, cái đường cạnh phải cột sống. Thì cụ thể trường hợp chúng ta thấy có những cái mỏ xương thoái hóa cũng sống, nó cũng đẩy cho cái đường này đi xa ra hơn một chút so với cái vị trí này. Cái đường này bị đẩy lệch sang bên phải khi nào? Khi mà có cái tổn thương của cái trung thất sau, ví dụ như áp xe canh cột sống, các khối u của sống, cái hạch của trung thất sau, hoặc là những cái khối bất thường ở trung thất sau sẽ đẩy lệch các cái, đẩy lệch cái đường cạnh phải cột sống đi. Và đây, đây là cái vị trí mà tạo ra cái đường cạnh phải cột sống, đây là bờ phải cột sống, màng phổi và một lớp tổ chức phần mềm rất mỏng nằm bên cạnh áp sát lên bờ phải cột sống. Khi mà chúng tia đi song song với cái vị trí này thì tạo thành cái đường cạnh cột sống. Đây, đây là hình ảnh minh họa của cái bất thường của đường cạnh phải cột sống. Cái bờ có thân sống này, đường cạnh phải cột sống đi xa ra khỏi cái bờ thân sống. Đấy. Chỗ này rất xa, đây là trên 5 mm. Và trên hình ảnh chụp các lớp vi tính ở cái vị trí này, chúng ta thấy có một cái lớp tổ chức nằm bao quanh bờ phải cột sống. Thành ra cái đường cạnh phải cột sống tách xa như này. Đường cạnh trái cột sống cũng tương tự như đường bên phải cột sống, nhưng có cái tỷ lệ quan sát được ở người bình thường cao hơn, khoảng 40% trường hợp chúng ta quan sát được. Hình ảnh mô phỏng giống y như đường cạnh phải cột sống như là bên trái. Đấy. Đây là bờ trái cột sống, đây có một cái đường cạnh trái cột sống này. Nhưng mà bên trái này chúng ta rất hay nhầm nó với cái đường
cạnh mạch chủ, mạch chủ đây bờ mạch chủ ngực, người ta dễ nhầm. Thường thì đường cạnh trái cột sống nó nằm ở phía trong hơn so với đường đường bờ của động mạch chủ ngực. Tuy nhiên một số trường hợp do cái tư thế động mạch chủ có thể hai đường mạch trong với nhau, thậm chí đường động mạch chủ ngực nằm còn ở phía trong hơn so với cái đường cạnh cạnh trái cột sống. Và khi mà đường cạnh trái cột sống này nó bị di lệch thì thường hay gặp trong những cái khối u của trung thất, hoặc là những cái thoát vị hoành, hoặc là hạch, hoặc là những bệnh lý cột sống như là áp xe cột sống, máu tụ quanh đốt sống trong cái trường hợp bị chấn thương như thế, hoặc là một cái tổn thương gây đẩy lệch cái đường cạnh phải cột sống vậy. Cái đường cạnh phải cột sống mình đường thẳng như này bây giờ nó đẩy lệch đi như này, để lồi như này. Và trên hình ảnh chụp các lớp vi tính chúng ta thấy đây là bờ trái cột sống, thì có cái cấu trúc đẩy lệch cái vị trí của màng phổi tiếp xúc bờ trái cột sống là nó xa ra khỏi cái bờ trái cột sống. Đây là chính trường hợp, chúng ta nhìn đây là hình ảnh giãn của các tĩnh mạch, giãn của các tĩnh mạch quanh thực quản. Và của tĩnh mạch đơn mới đẩy cái tổ chức phần mềm lệch sang ra khỏi bờ cột sống để tạo thành cái đường đẩy lồi như này. Một cái giải trung thất nữa là giải sau khí quản. Đây là cái giải mà thực ra chúng ta khá ít để ý. Bởi vì sao? Chúng ta quan sát trên phim nghiêng chứ không phải trên phim thẳng. Nó được hình thành nên bởi cái thành sau khí quản và phần mềm sau khí quản và màng phổi và phổi nó đẩy áp sát vào cái vị trí ở phía sau khí quản. Chúng ta sẽ quan sát được cái giải này và nghiêm nhiên chúng ta quan sát được tư thế nghiêng, vì khi chụp nghiêng ấy, thì cái chùm tia nó sẽ song song với thành sau khí quản. Và cái giải này thì bình thường mỏng, chỉ khoảng 2.5mm thôi. Đây là hình ảnh x-quang được quan sát yếu phối nghiêng. Và tất nhiên những phim nghiêng này tự động ra để chụp nghiêng trái ấy. Đây là khí quản, đây là thành sau khí quản. Và cái giải sau khí quản nó mỏng được dưới 2.5mm. Tương ứng trên phim chụp các lớp vi tính thì đây là khí quản này, cái thành sau khí quản này. Và nhu mô phổi nó hơi đẩy lồi vào phía sau của cái khí quản. Thì khi chụp nghiêng thì chụp kia nó đi gần như song song thành sau của khí quản, tạo thành cái giải này. Vì nó có hai mặt, mặt khí ở mặt trong khí quản và khí ở phía sau này, ở khí của phổi ở phía sau khí quản nó tạo thành cái ranh giới rõ để tạo thành một cái đường mảnh mai như thế này. Đây là trường hợp bất thường của cái giải sau khí quản. Chúng ta thấy đây là cái khí quản nó hơi bị đẩy cong một chút ra trước đây, và cái giải phía sau khí quản nó dày hẳn lên như này, dày trên 2.5mm. Như vậy chúng ta nghi ngờ có cái bất thường gì ở phía sau này. Và quan sát kỹ hơn chúng ta có thấy có hình khí này, có cái mức nước hơi ở đây như này. Khi mà có dày thành sau khí quản kèm cái mức nước hơi này, chúng ta hay gặp trong cái bất thường về thực quản giãn to, u thực quản gây ứ động ở phía trên, hoặc là những cái áp xe ở phía sau. Khi chúng ta lớp cái tính này chúng ta thấy đây là khí quản nó bị đè đẩy. Để đẩy hơi méo vào lòng một chút đây. Và phía sau là cái thực quản giãn rất to, có ứ động thức ăn. Và cái thành sau khí quản này nó dày lên chính là do cái thực quản áp sát vào cái thành sau khí quản, thành nó dày lên như này. Và cái hình mức nước hơi này chính là do ứ động của khí thức ăn tạo thành cái mức như vậy. Vì nên tư thế nằm thì chúng ta không thấy mức đấy, nhưng khi đứng lên thì thức ăn nó sẽ dồn xuống dưới tạo thành cái mức như này. Rãnh thực quản tĩnh mạch đơn, đây là cái hình ảnh một cái giải mờ, một cái đường mờ đi chếch từ hơi lệch sang bên phải ở phía ngay phía dưới của trạc ba khí phế quản, chạy đi xuống dưới và hơi chếch sang trái hướng về phía tâm vị dạ dày đấy. Và nó hình thành nên bởi cái sự tiếp xúc của nhu mô phổi và màng phổi ở bên phải tiếp xúc với bờ phải của thực quản và cái tĩnh mạch đơn
và mặt trước của cuộc sống. Thế nên ngày mô phỏng một cái đường rãnh thực quản tĩnh mạch đơn. Đây là X quang chúng ta quan sát đấy, cái đường này. Chạy check từ dưới trạc ba khí phế quản đi xuống dưới và check sang trái. Khi mà cái đường này mà bị di lệch thì thường nó cũng có một cái tổn thương bất thường của trung thất, ví dụ như là thoát vị hoành, dạ dày đi lên nó đẩy lệch cái đường này, hoặc những khối hạch bất thường về tạch máu tĩnh mạch đơn cũng gây di lệch cái đường này. Và cái đường này hình thành được giải lý giải ở trên hình ảnh các lớp, đây là thực quản này. Đây là tĩnh mạch đơn, đây là cái lớp màng phổi và tổ chức mỡ giữa hai cấu trúc thực quản và tĩnh mạch đơn, người ta gọi là rãnh tĩnh mạch đơn thực quản này, tạo thành một cái mặt phân cách nó khá song song so với cái hướng đi của chủng tia. Vì vậy mà nó tạo thành cái đường mờ rõ nét như thế này. Đây là một trường hợp mà hình ảnh minh họa cho sự thay đổi cái vị trí của đường rãnh thực quản tĩnh mạch đơn. Để rãnh tĩnh mạch rãnh thực quản tĩnh mạch đơn bình thường nó chạy trách xuống dưới và đi chỗ này nó hơi phồng sang bên này. Và chúng ta còn thấy có một cái hình đầy lồi của cái vị trí đường cạnh trái của sống lồi. Thì vậy có cái khối ở cái vị trí này là làm cho đầy địch lệch hai cái đường đi. Và trên hình ảnh chụp các lớp vi tính chúng ta thấy đây là hình thoát vị trượt dạ dày. Giải sau phế quản trung gian cũng là một cái giải mà quan sát thấy ở cái tư thế chụp chụp quang nghiêng. Đây cái phế quản phải thì khi phân nhánh ra phế quản phía trên, đoạn tiếp theo được gọi là phế quản trung gian. Phế quản này trung gian này sẽ tách ra phế quản thủy giữa và phế quản thủy dưới. Đây là cái đoạn trước khi tách ra thủy giữa và thủy dưới, và sau khi đã tách ra thủy trên thì gọi là đoạn trung gian. Thì cái thành sau của phế quản này bình thường rất là mỏng. Rất là mỏng, là từ 0,5 đến 3 mm. Và cái giải này thì bình thường là nhìn rõ ở 90-95% cái trường hợp người bình thường. Khi mà những cái giải này dày lên là thể hiện cái tổ chức kẽ quanh phế quản này dày lên, hoặc có hạch, hoặc có thâm nhiễm, có ung thư, hoặc một số bệnh lý như là sarcoidosis hoặc phù phổi chẳng hạn, có thể làm dày tổ chức kẽ bao quanh lên thì nó sẽ dày cái giải này. Chúng ta nhìn khí quản, đây là quay được vào chủ vị trí để trạc ba khí phế quản này. Đây là cái phế, đây là những phế quản gốc. Thì cái giải ngay phía sau cái đoạn phế quản gốc một chút này, đây là người ta gọi là cái giải phế sau phế quản trung gian. Các chị nhìn đây, cái giải mảnh mai hơn phía trên này, giải sau khí quản. Hình ảnh chụp các lớp vi tính thì tương ứng là chính là cái bờ sau của cái phế quản sau khi phế quản phải sau khi đã tách ra phế quản phía trên. Và chụp tiên khi chụp quang phổi, chụp tiên nó gần như là song song cái bờ sau của cái phế quản trung gian để tạo thành cái giải này. Đây là một hình ảnh chụp phổi nghiêng và chúng ta thấy cái giải sau phế quản trung gian nó dày đi, nó dày trên 3 mm. Đồng thời chúng ta thấy có cái cấu trúc thâm nhiễm mờ bao quanh rốn phổi rất là rộng như này, và có chút dịch màng phổi xóa mờ góc sườn lành sau. Đây là bệnh nhân mà có phù phổi, thì khi mà phù phổi thì cũng dày tổ chức kẽ, làm dày cái giải sau phế quản trung gian. Như vậy tôi đã trình bày với anh chị thì các cái đường, các giải trung thất, đây là những cái cấu trúc mà chúng ta có thể quan sát được trên phim phổi thẳng, và một số giải, một đường giải thì quan sát trên phim chụp phổi trục nghiêng, và dựa theo đặc điểm giải phẫu của những cái giải này để chúng ta có thể nghi ngờ có cái bất thường gì ở trong trung thất hay không. Những cái đường này bị xóa mờ hoặc bị co kéo, bị đẩy lệch, hoặc nó dày hơn cái bất thường, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng có cái sự
đè đẩy co kéo hoặc có cái tổn thương gì đó trùng đúng một cái vị trí của những cái giải mờ và đường mờ trong trung thất. Xin cảm ơn các bạn.